Hôm nay iCamera sẽ giới thiệu cho các bạn top 10 mẫu chân máy ảnh hay là tripod hot nhất năm 2022. Đầu tiên chúng ta hãy kể đến chân tripod Yuntung VCT5208. Bạn có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc chân tripod với nhiều chức năng như là điều khiển từ xa, sử dụng đa năng với cả smartphone và máy ảnh, máy quay chuyên nghiệp. Tripod Yuntung VCT5208 sở hữu kích thước nhỏ gọn, tiện lợi, vật liệu thép mạ tĩnh điện siêu chắc chắn giúp bạn dễ dàng mang theo người trong những chuyến đi xa. Thứ hai là chân tripod máy ảnh Yuntung VCT691. VCT691 là chiếc tripod mới được nâng cấp dựa trên các mẫu chân cũ như là VCT668 và 690, tuy nhiên lại chưa đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng của người dùng. Trong tầm giá này thì Yuntung VCT691 là một sự lựa chọn hợp lý cho một chiếc chân chắc chắn, bền bỉ nhưng vẫn đủ nhỏ gọn và giá cũng rất là hợp lý luôn. Thứ ba là chân máy VCT999 cũng của hãng Yuntung. Cấu tạo bằng lõi nhôm chất lượng cao dùng trong hàng không, cũng như ABS bền bỉ vững chắc, tải trọng tối đa 5kg, có ốc vít tiêu chuẩn 1/4 inch tương thích với hầu hết máy ảnh và máy quay, củ đầu xoay đi kèm hoạt động linh hoạt, xoay ngang 360 độ, xoay dọc 65-90 độ. Chân máy có thể điều chỉnh 4 mức khác nhau, chiều cao có thể thay đổi từ 65-206cm, có thang đo để tiện lợi hơn trong việc cân bằng, chân đế dạng tròn kích thước lớn, cấu tạo bằng cao su giúp cho việc đặt chân máy được ổn định nhất. Thứ tư, chân máy quay tripod Chiayang 0508AD. 0508AD thế hệ mới nhất đã kế thừa những đặc tính cao cấp mà dòng 0508A mang lại, đồng thời bổ sung thêm một số tính năng chuyên nghiệp. Hệ thống floor spreader giúp chân giang cực là rộng, đến 115cm so với dòng 0508A bình thường chỉ 75cm thôi. Từ đó giúp chụp góc thấp hơn bình thường, độ cao tối thiểu khi chụp có thể xuống đến 55cm. Bonehead có hệ thống giảm sóc chất lỏng, hệ thống đầu dầu cho xoay mịn màng và nghiêng đa góc để thu hình và ghi âm. Vị trí thứ 5 là chân đế Yuntung IT9928. Tripod Yuntung IT9928 bao gồm khung kẹp điện thoại di động kèm remote Bluetooth Yuntung, không kén hệ điều hành điện thoại một chút nào. Với kích thước gấp gọn chỉ 22cm cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 200g, bạn dễ dàng cho vào túi sách hay ba lô, rất là tiện lợi cho dân du lịch và nhiếp ảnh tốc độ nhé. Top 6, gậy chụp ảnh 2-in-1 Yuntung VCT1688. Yuntung VCT1688 là chiếc gậy cầm tay kiêm mini tripod rất tiện lợi để bạn sử dụng trong những chuyến du lịch, phục vụ mục đích quay phim chụp ảnh trên chính những chiếc smartphone của bạn. Gậy monopod selfie có giá gắn remote rất dễ dàng khi thao tác chụp, dễ dàng kết nối với iPhone, iPad, Samsung, Oppo v.v. tất cả các dòng điện thoại phổ biến. Phần đế cao su cao cấp chống trượt giúp cố định tốt góc chụp, bạn có thể thu gọn hoặc xòe rộng phần chân để phù hợp với địa hình đặt chân máy. Vị trí thứ 7, chân tripod Ulanzi MT19. Chân bạch tuộc MT19 có thể được sử dụng làm chân máy hoặc gậy chụp ảnh tự sướng. Chân máy điện thoại có thể quấn quanh trụ đèn, trụ hàng rào, thân cây, ghế, tay nắm cửa v.v. Đầu bôn 360 độ đi kèm với ngàm kẹp điện thoại để chụp chân dung phong cảnh v.v. rất là tiện lợi. Có thể chịu trọng tải lên đến 1,5kg. Vị trí thứ 8, chân máy ảnh Baker System Go Q999H là một trong những phụ kiện cần thiết dành cho các nhiếp ảnh gia, với chất liệu cao cấp sẽ mang đến độ bền lâu dài. Cấu trung tâm có thể xoay 360 độ theo chiều ngang, giúp người chụp ảnh dễ dàng chụp ảnh toàn cảnh hơn. Cột trung tâm có thể đảo ngược cài đặt để cho góc chụp thấp nhất, chụp macro và chụp ảnh đặc biệt. Sử dụng đầu pin Panorama QZ03 hỗ trợ chụp lìa máy theo chiều ngang, đầu bi chất lượng cao mang lại độ ổn định và chắc chắn khi đặt máy. Vị trí thứ 9, tripod mini Ulanzi MT05. Tripod mini Ulanzi MT05 giúp bạn cố định GoPro này, điện thoại này, từ đó trở thành một thiết bị vô cùng hữu ích và tiện dụng với bạn trong mỗi chuyến đi. Tripod mini này có trọng lượng siêu nhẹ chỉ khoảng 100g. Sản phẩm có thể được sử dụng trên các bộ ổn định như là Truyun Smooth 4, DJI Osmo v.v. và có thể đứng trên bàn hoặc sàn nhà để cố định góc máy quay, giúp bạn dành tay để quay video hoặc là chụp ảnh. Và cuối cùng, mini tripod Ulanzi MT08 đứng ở vị trí thứ 10. Một sản phẩm 2-in-1 vừa có thể làm chân máy mini khi bạn muốn rảnh tay để ghi hình, vừa có thể kéo dài để trở thành gậy cầm tay, phù hợp với chụp ảnh tự sướng hoặc là chụp ảnh nhóm. Sản phẩm có tay cầm chống trượt ngay cả khi tay bị ướt, chi tiết khóa đảm bảo an toàn cho máy ảnh và điện thoại của bạn, để bạn có thể yên tâm quay chụp mà không lo rơi máy. Để được tư vấn các sản phẩm về tripod phù hợp với nhu cầu của bạn, đừng ngại ngần, hãy liên hệ với icamera.vn.